chúc mừng cậu, phòng tranh tốt. Dạ. Chào anh. Thôi đi ra, ra đi về đi. Thôi chào cậu nhé, mình về nhé. Dạ, vâng. Chúc thành công, mình về nhé. À, về nhé. Hay lắm, bố cục tốt, đường nét tốt. Cậu có thể trở thành Matisseur của Việt Nam. Rất cảm ơn. Này ông Huy, nhớ tối nay đến khai mạc phòng tranh nhé. Thôi mình về đây nhé, tranh của cậu được. Mình về nhé. Tốt. Này, cảm ơn. Tranh của nó khá. Đi, về đi. Ờ, thế về. Tranh của cậu xem được đấy nhỉ. Thiên tài đau khổ của tôi ơi. Cậu làm gì mà đứng ngây ra như phỗng thế hả? Vào đây tôi bảo này. Cảm ơn. Này, sao lâu nay không thấy tên tuổi tay này? Chẳng biết nó ở đâu cả. Phải sợ nó lăng xê lên đấy mà. Chắc là bạn. Cậu thấy chưa? Tuyệt. Vinh Quang là ai? Từ trước tới nay thì không nói. Nhưng kể từ giờ phút này trở đi, khi Hoài Sơn đứng ở bên cạnh cậu, thì tên tuổi của cậu sẽ được mọi người biết đến. Tranh của cậu không chỉ luẩn quẩn ở trong bốn bức tường này, mà nó sẽ bay đi khắp mọi nơi, kể cả thế giới nữa. Nhưng có điều cậu phải chịu chơi, đừng tính toán, đừng sợ tốn kém, cậu hiểu chưa? Thôi, bỏ quách những lời khen chê vớ vẩn vừa rồi đi. Cậu nên nhớ, sự nghiệp của cậu phải gắn liền với tớ. Này, bây giờ cậu hãy giải thích cho mình biết, cậu định thể hiện cái quái quỷ gì ở bức tranh kia? Phòng ngủ. Chết cha. Thế mà mình cứ tưởng là cậu vẽ thác nước, khoe vẻ đẹp của thiên nhiên cơ đấy. Chính thế. Thế cậu định thể hiện theo trường phái siêu thực à? Siêu thực là cái gì? Bỏ cái lối bị bợm bằng thuật ngữ đi. Thế cái gì sẽ giải thích thác nước là phòng ngủ? Cậu học ở nước nào về thế? Làm ở nhà lý luận phê bình. Thế mà cậu không chịu hiểu rằng thác nước có thể ẩn dụ dưới hình thức một bức màn gió treo trước giường ngủ được chứ? Có thể còn gọi cậu là họa sĩ của trường phái giá thú như có ai vừa mới tâng bốc cậu. Này này, cứ đà này, rồi thì cậu sẽ vẽ tổ ong là mặt rỗ, chú vịt là thằng lùn, bánh bao là bộ ngực người phụ nữ, và chim bướm rồi thì... Có thể lắm chứ, đó là quyền tự do sáng tạo. Thôi được, vấn đề đó sẽ tranh luận sau. Thế còn bức tranh kia? Mưa rơi. Mình muốn khái quát sức mạnh thần bí của đàn bà. Thôi được. Hãy tạm giải thích như vậy. Còn gì nữa không, ông bạn? Này, có thể còn phải gọi cậu là họa sĩ thần bí. Nếu phải viết bài giới thiệu về những bức tranh phong cảnh trong phòng này. Nhưng mà viết như thế nào để người ta hiểu được cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Thì cậu sinh ra để làm việc đó. Thôi, hai cậu bàn nghệ thuật nhé. Tôi xin phép. Kìa, chị chờ nhé một chút. Thôi, có lẽ cô ấy đợi chị ở nhà. Chị chưa cho cảm nghĩ riêng về buổi giới thiệu phòng tranh ngày hôm nay đâu chị Vân nhé. Những điều các cậu cần nghe đã có người nói hết cả rồi. Còn tôi sẽ nói sau, thế tiện hơn. Chị về. Tôi về nhé. Tôi về. Dạ vâng. Sự nghiệp của cậu phải gắn liền với tớ. Nhưng có điều phải chịu chơi, đừng tính toán. Có thể còn gọi cậu là họa sĩ của chủ nghĩa thần bí. Cứ cái đà này, rồi thì cậu sẽ vẽ con vịt là thằng lùn, mặt rỗ là tổ ong, bánh bao là bộ ngực người phụ nữ, rồi con chim, con... Xin lỗi.
Bây giờ cũng phải có ekip cả em ạ. Tranh của mình ký gửi hàng năm vẫn nằm im tại chỗ. Thế mà đưa cho Hoài Sơn, ngoang một cái là bán 5 bức liền. Anh lấy tiền bán tranh về đi à? Ừ. Sao? Chiều nay anh Sơn lại tìm gặp anh đấy. Thế hả? Nó có bảo gì không? Không. Thư anh ấy gửi cho anh đây. Em đọc chưa? Em không đọc, thư viết cho anh cơ mà. À, anh biết rồi. Anh lại đi vẽ với anh Hoài Sơn đấy à? Ờ. Có chuyện gì vậy? Em đã hẹn chị Mỹ Vân, tối nay vợ chồng mình đến ăn cơm đấy. Anh nhớ rồi, em cứ đi trước đi, 8:30 anh sẽ tới nhé. Quan đến kìa. Tưởng cậu không đến. Đến chứ, đã hẹn là phải đến. Vào trong này đã, uống nước với bọn mình đi. Thôi khi khác, khẩn trương lên. Sau đây mình còn có hẹn. Xong xuôi hết cả rồi. Bao nhiêu? 20.000. Ừ. 20.000. Ừ. Sao cậu bảo? Nó không chịu giá đó. Ừ, cho xong đi. Mình hứa là sẽ giải quyết bức tranh này của cậu gấp 10 lần số tiền mà cậu phải chi. Chỉ có một yêu cầu là cậu phải trổ hết tài năng ra. Thôi vào đi. Giới thiệu với em, đây là Vinh Quang, một họa sĩ của nhiều trường phái. Gần đây anh được giới hâm mộ tranh kinh tế và tranh nghệ thuật rất ưu ái. Chào chị. Hai người làm quen với nhau đi. Này, hai, nhớ là không cần hỏi han gì nhiều. Việc của cậu, cậu cứ tiến hành. Mình và bọn bạn đợi cậu ngoài kia nhé. Ừ. Xin lỗi, tôi cần ánh sáng. Công tác ở sau lưng anh đấy. Ta bắt đầu nhé.
Hội họa phương Tây đầu thế kỷ này vẫn còn nhắc mãi một hiện tượng sau đây. Xưa nay người ta vẫn ấn tượng bóng đêm không có màu, chỉ thấy khi có sự xuất hiện của các họa sĩ ấn tượng, người ta mới được biết hóa ra bóng tối cũng có màu sắc. Một cách tương tự, có thể nói sự xuất hiện của họa sĩ Vinh Quang. Ở ta, hội họa chỉ được biết đến như sự thể hiện của màu sắc và đường nét. Với họa sĩ Vinh Quang, người ta có thể biết thêm rằng hội họa không chỉ là sự hữu hình của màu sắc và đường nét, mà quan trọng là sự vô hình được nhìn thấy bằng tri giác. Em thấy thế nào? Thôi cứ ăn trước đi chị ạ. Chắc lại có phi vụ nào giữ anh ấy lại rồi. Phải chờ chú ấy chứ. Lát nữa cả nhà ăn cho vui. Hết giờ rồi. Chào. Dung ơi, Dung, sao lại vắng vẻ thế này nhỉ? Em. Chú ta về đi à? Chị. Xin lỗi cả nhà. Phải vất vả lắm mới về được. Không sao, chị em chúng tôi vẫn đang chờ chú đấy. Ôi giời, chúng nó cứ giữ. Em phải trốn mới về được chị ạ. Để chị hâm lại cho nóng. Dạ. Chị để em. Ngồi xuống em. Nào, mời cô chú. Dạ. Chúc sức khỏe. Chị khéo tay quá. Chị nên thành lập gia đình đi. Không nên sống độc thân mãi thế này. Đàn ông các cậu còn ham danh vọng lắm. Mục tiêu phía trước của họ đâu phải là vợ con. Vì vậy chị chưa lấy được chồng, có phải không Dung? Nếu chị đồng ý, em bảo nhà em làm mối cho. Ai thế? Anh Lương, võ sư ở ngay bên cạnh nhà em. Nghe nói họ ca ngợi phòng tranh của chú lắm phải không? Em muốn xin ý kiến riêng chị. Trái cây muốn chín cũng phải có thời gian. Đó là chị chưa muốn nói. Con người ta không thể vượt qua các nấc thang mà mình chưa có. Chẳng lẽ mọi sự cố gắng vươn lên của con người đều vô ích cả hay sao? Vươn tới đỉnh cao không có nghĩa là vượt qua nó. Tất nhiên, nếu con người không có nỗ lực thì sẽ nằm lại ở điểm thấp nhất của sự sáng tạo. Nhưng em đang vươn tới đỉnh cao của mình và muốn được tự khẳng định mình sớm. Ơ kìa. Chị để em hâm lại cho nóng. Không. Chị cảm thấy cậu đang liều lĩnh bước qua nó đấy. Nguy hiểm lắm. Cậu hãy nghe chị. Tài năng của cậu sẽ có ích nếu cậu biết dừng lại đúng lúc. Có phải Dung nhờ chị khuyên em phải không? Không. Dung nó rất lo cho cậu. Là chị em gái với nhau, chị hiểu nó. Em cứ nghĩ chị khắt khe quá. Người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn những người ở trong cuộc chú ạ. Đừng choáng ngợp trước những lời hoa mỹ của những người bạn vụ lợi.
chị cũng là người cầm bút. Chị không thể về hùa mấy họ để mất em được. Đừng giận chị về những lời nói thẳng. Em thực sự lo lắng mỗi khi anh Hoài Sơn quá lời về sự nghiệp của anh. Nhiều khi bạn bè chúng nó hỏi, em cảm thấy ngờ. Em không biết trả lời chúng nó như thế nào. Chị em cô giống nhau như tạc với tính cách. Nhưng cả em và chị Vân đều không chịu hiểu anh. Bụt chùa nhà không thiêng mà. Anh đừng nói như vậy. Là vợ anh, em hiểu anh hơn ai hết. Tuy là em rể, nhưng chị Vân cũng rất quý anh, hiểu anh. Hiểu? Hiểu mà em vẫn cản trở công việc hàng ngày của anh. Em và chị Vân cho rằng tài năng của anh chưa đến mức đó chứ gì. Hãy đợi đấy. Anh hỏi em, cuộc sống hàng ngày, miếng cơm manh áo, rồi con cái nữa, chúng ta sẽ sống bằng cái gì? Sống bằng khí trời với nước lã ư? Anh biết, mỗi khi nói đến tiền là em tự ái. Nhưng cái gì có thể thay tiền để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày? Kìa, em đâu có chê tiền. Nhưng em muốn mình có tiền một cách đàng hoàng bằng chính năng lực mình có. Cô coi lao động nghệ thuật của tôi là một thứ đầu cơ hả? Hối lộ hả? Cô không thể đánh giá tài năng nghệ thuật của tôi như những bức tranh trẻ con này được. Mấy công tử đua đòi chơi tranh loại cao siêu. Này, cậu phải chuẩn bị một ít tranh thật đặc biệt để cho mình bán. Loại gì? Đặc biệt. Cậu chờ một chút. Ừ. Uống nước đi. Ừ. Loại này được chứ?
Cũng được. Mời bước được không? Được. Này 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 này. Ngồi xuống đây đã. Còn một tin nữa, tôi thông báo để cậu biết. Bài viết giới thiệu về cậu tôi đã gửi đi. Đón đọc số báo ngày mai với tiêu đề Một phát hiện mới của làng hội họa. À này, tôi đọc báo thấy một tin có thể khai thác được. Đó là ta vừa phát hiện ra một nhóm người sinh hoạt và sống như thời nguyên thủy. Để chuẩn bị cho bài viết thứ hai và một loạt bài viết tiếp theo về cậu, mình đề nghị... Không, mình yêu cầu cậu bằng mọi giá phải tìm cách tiếp cận và vẽ cho bằng được những con người kỳ lạ này của thế kỷ thứ 20. Được chứ? Để xem thế nào đã. Yên tâm, ăn chết cho con gì nữa, đắt như tôm tươi. Thần của anh. Hoa hậu của anh. Khiếp, lại rượu chè đâu về rồi? Ôi dạ, biết mình hôm nay đi lấy tiền tranh, chúng nó bắt khao bằng được. Mà không khao thì nó bảo là kiết sĩ, chứ không phải là họa sĩ. Mà kiết sĩ thì không thể trở thành vĩ nhân, không có tác phẩm lớn. Em chưa ăn cơm à? Chưa, em đợi anh. Lần sau anh về muộn, cứ ăn trước, không phải đợi. Anh à, em không đồng ý mối quan hệ của anh với anh Hoài Sơn theo kiểu ấy đâu. Em lạ gì? Quan hệ với ai? Quan hệ như thế nào? Việc của anh chứ. Trước mắt nó tốt, nó giúp mình. Mai kia đọc báo em sẽ biết, mọi người sẽ biết Vinh Quang là ai, Vinh Quang như thế nào. Bài của nó viết đấy. Ngày kia anh có bận gì không? Làm gì? Em muốn ngày sinh nhật của em có mặt anh ở nhà. Thế đã ngày kia rồi à? Vâng. Sao em mua hoa sớm thế? Đấy là hoa chị Vân tặng em trước đấy. Vì sáng mai chị ấy phải đi công tác miền Nam một tháng. Để anh xem đã. Thôi chết, anh bố trí đi công tác mất rồi. Ngày kia có xe đi Mạn Ngược, họ cho mình đi nhờ không mất tiền em ạ. Sẽ ở nhà tổ chức thật vui cho em nhé. Tiền đây, em mua 2 chỉ vàng cất đi cho anh. Còn bao nhiêu em tổ chức sinh nhật, mời các bạn đến cho vui nhé. Kìa Dung,
Chị, chị uống gì để em gọi nhé? Tôi gọi rồi. Sao bảo chị đi công tác miền Nam một tháng cơ mà? Trưa nay tôi bay. Trước khi đi, chị muốn gặp cậu, may quá lại gặp ở đây. Có chuyện gì mà quan trọng thế ạ? Chị được đọc tờ báo sáng nay của cậu viết về Quang. Chị thấy sợ những lời lẽ hoa mỹ và con đường do cậu vạch ra, dẫn tới một cái đài mà do cậu dựng nên, đặt Quang đứng ở đó. Chị không phản đối mối quan hệ tốt giữa Quang và cậu, vì Quang là em rể của chị, mà cậu với chị lại là bạn đồng nghiệp, cùng cầm bút cả, nên chị thấy cần có trách nhiệm với cậu Quang. Vì vậy, chị yêu cầu cậu nên trung thực, đừng mập mờ lẫn lộn, đẩy người khác vào trò chơi bất lương của mình. Có thật chị nghi ngờ tài năng của Quang không? Cứ cho là Quang có một chút tài thực sự đi, nhưng đã đến mức cậu viết như vậy chưa? Cậu thừa biết đấy. Vậy cậu viết như vậy để làm gì? Chị ạ, cầm bút cũng có nhiều loại. Có loại chuyên viết về xã luận, có loại chuyên viết trào phúng, đưa tin. Nhưng cũng có loại chuyên viết về báo cáo để được lên chức và nhận cờ. Nhưng cậu đang là nhà báo, chứ không phải thủ trưởng của một đơn vị nào đó. Cậu hiểu cho, tôi hoàn toàn không muốn một khi nghĩ đến việc phải cầm bút viết về cậu, chuyện đó chẳng hay ho gì. Thôi nhé, đến giờ tôi phải đi rồi. Mong rằng sau một tháng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Chào cậu. Sao đến muộn thế? Xin chào. Cho mình gửi ông bạn nhé. À, lên đi. Lên làm sao? Chúc thượng lộ bình an. Mình mong thiên tài sẽ xuất hiện trong chuyến đi của cậu. Nhớ là phải có tác phẩm gửi về đấy. Cảm ơn. Chuyện bà Vân gặp cậu, cậu đừng ngại. Thực tế sẽ chứng minh. Được, cậu yên tâm đi. Lên đi. Đi nhá, thắng lợi. Dung. Ôi, anh Lương. Anh Lương, anh về bao giờ thế? Tôi mới về trưa nay. Tặng Dung. Ui. Nhân ngày sinh nhật. Cảm ơn anh. Dung, tôi chúc Dung hạnh phúc. Anh chu đáo quá. Ê chết, mời anh vào trong nhà uống nước. Anh ngồi chơi. Dung vẽ đấy à? Em cũng đang tập sự đấy. Đẹp, đẹp lắm. Cái này chắc là anh Quang thích. Tôi thấy hàng ngoại nên mua tặng anh. Em xin. Còn đây, tôi tặng Dung. Anh Lương, anh cho nhiều quà quá. Em... Quà?
có chút quà. Sao hôm nay sinh nhật mà Dung chẳng chuẩn bị gì cả? Em có báo cho ai biết đâu mà chuẩn bị hả anh? Chị Vân em đi công tác một tháng. Còn nhà em, anh ấy đi vẽ chưa biết bao giờ mới về. Xe Dung bị làm sao mà vứt ở ngoài sân thế? Nó bị xăng vành mà em tháo mãi không ra. Để tôi xem cho. Cháu ơi, nhà ông Trường Bản ở đâu hả cháu? Chú cứ xuống phía dưới kia kìa. Chú hỏi nhà ông cha Trường Bản thì ai cũng biết mà. Cảm ơn cháu nhé. Dạ, mày là vẽ sĩ à? Vâng. À, thế mày có vẽ được tao không? Được ạ. À, thế thì mày ở đây với chúng tao, vẽ chúng tao. Còn chỗ mày hỏi, xa lắm. Đi những 4 ngày đường cơ. Thế cơ ạ? Ờ. Linh à, nấu cơm cho thằng vẽ sĩ nó ăn, nó ở nhà ta đấy. À kìa, uống nước đi. Dạ. Thằng vệ sĩ này tốt đấy, không như thằng năm ngoái đâu. Dạ. Mời ông xin nước ạ. Ừ. Mỹ Dung. Anh Lương đây à? Dung này, tôi đã tìm mua được cuốn từ điển Anh Việt cho Dung rồi đây này. Anh cứ vào nhà trước đi, em sắp xong rồi đi. Sao thế này? Em sửa lại ống nước bị vỡ, nhưng thợ họ làm ẩu quá. Anh vào đi. À, để tôi xem cho. Cầm lấy. Ôi, ôi. Xin lỗi Dung. Không, lỗi tại em. Nhưng anh có biết em đã chờ anh đằng đẵng hơn 7 năm trời không? Trong 7 năm trời,
Anh không nỡ viết cho em được một chữ. Em không được biết tin tức gì về anh. Dung bỏ lỗi cho tôi. Hồi đó, lính biệt động thành chúng tôi, cái sống cái chết cách nhau không đầy gang tấc. Vì thế, nhưng không lúc nào tôi không nghĩ tới Dung. Tôi yêu Dung. Nhưng bây giờ em đã có chồng. Tôi biết. Dung bỏ lỗi cho tôi. Chào cô. Chào anh. Hình như cô người... Em người dưới xuôi, lên đây theo bố mẹ khai hoang từ bé. Thế à? Cô tên là gì? Em tên là Chi. Còn tôi là Quang. Ngày nào cô cũng đi nương à? Mày vẽ hai thằng tao à? Dạ vâng ạ. Linh à, mày xem thằng nào đẹp hơn thằng nào à? Anh Quang, vẽ cái nào cũng đẹp cả mà. Thằng này già hơn, thằng này trẻ hơn. Thằng này là tao đấy. Chào à. Hả? Đi họp nha. Cho họp à? À, chờ tao với. Linh đệ, pha nước cho thằng cán bộ nó uống. Tao đi họp đây. Ờ. Thank you.
Đừng dối tao. Mày chết. Này các cháu ơi, đi ra cho các tắm đây. Đi đi nhanh lên. Nhanh lên. Đi ra cho các tắm. Mặc quần vào đi về đi. Quần đỏ của tao đây. Nhanh lên nào. Xa lắm, đi những 4 ngày đường cơ. Ông ơi, chưa được đâu, còn lại chút nữa, chút nữa. Đấy, thấy chưa? Tôn cả căn phòng lên hả? Thế mới gọi là hiểu biết chứ hả? Không nhận xét. Không, không, không phải. Em lấy thêm bức này anh Sơn ạ. Anh vẽ cái gì thế này hả anh Sơn ơi? Anh mà không giải thích, làm sao bọn em hiểu hết được cả? Chứ ai mà hiểu. Bức nào chưa hiểu cứ để riêng một bên. Lát nữa giải thích một thể. Chứ vẽ toạc móng heo ra thì còn gì là nghệ thuật nữa. Đây này, mày lấy bức này. Buông ra. Tao lấy bức ngày tàn này rồi. Vẽ cả bầy thế này trông mới đã chứ. Cứ như là những con nàng Apinhom của Picasso ấy. Có lý đấy. Ông thì viết tích thì về Picasso cũng ra cái vẻ. Mày nói cái gì thế? Thế tôi hỏi ông Picasso thuộc phe phái nào? Trả lời đi chứ. Hội họa. Xin các bố, thích bức nào thì mua chơi. Chứ mà tranh luận học thuật với lại trường phái của các bố, khó ngửi lắm. Cái này màu đường cái trường. Xoan. Bố cùng đường. Theo anh, đường nét bức tranh này, vẽ người là chủ yếu hay phong cảnh là chủ yếu? Phong cảnh. Ai bảo thế? Nào, đưa đây tôi xem nào. Phong cảnh. Chết cha, mắt mình hỏng nặng rồi các cậu ạ. Sao? Vẽ phong cảnh gì mà nhìn như là chân tay đầu tóc phụ nữ thế này này. Còn thiếu một vài thứ nữa. Phải là một tài năng thực sự mới nắm bắt được ở tự nhiên những nét siêu thực của thiên nhiên. Chú hiểu không? Anh nói xem. Họa sĩ Vinh Quang vẽ theo phe phái nào? Hiện nay Vinh Quang đang ngả về trường phái siêu thực và giã thú. Lại cả thú dữ nữa kìa. Ôi, sợ rồi. Ghê bỏ mẹ. Này,
giã thú chứ không phải là thú dữ. Chơi tranh muốn cho người ta thật kính nể thì phải thuộc lòng các thuật ngữ trường phái này, lập thể này, giã thú này, chứ không phải là thú dữ hay là phe phái như các chú vừa nói đâu. Chị ai mà hiểu nhanh dai được. Chị vâng, em hiểu ạ. Em lấy bức này bao nhiêu hả anh? 40. Đắng thế. Quá. Đây là bản gốc zin, không có phiên bản. Anh có bảo đảm không? Yên tâm, các anh thấy ở đâu có bức thứ hai cứ mang lại, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Bây giờ ai lấy bức nào cứ lật phía sau ra mà xem giá, thôi mà cả. Bán chắc thế. Ui dào, tiền là cái gì đây? Đúng rồi, tiền là cái gì? Mua vậy chơi phải tốn kém quá đấy. Các chú cứ yên tâm, tuần sau quay lại đây sẽ có một loạt tranh của Vinh Quang gửi về, hấp dẫn cực kỳ. Ông anh nhớ nhá. Bác cần gì đấy? Hôm nay cán bộ về, tao yếu con gà này, nó là con đầu đàn, tham ăn lắm. Nếu mà không thích nuôi, thịt đi mà ăn. Cho bọn cán bộ cùng phòng nó ăn với nhá. Cô Linh đi đâu rồi hả bác? Nó đi nương với con Chi từ sớm rồi. Thôi mày cứ về đi, nếu thích con Chi, lên đây nó không chê mày đâu. Lâu lắm chúng mình mới gặp nhau nhỉ. Này, cậu đợi mình một lát nhé. Dung ơi. Ai đây? Cứ vào. Sao buồn thế? Dung đi chơi bọn mình cho vui đi. Đi đâu hả anh? Dự lễ sinh nhật. Nhưng em có quen ai đâu. Thằng bạn ở chiến trường cùng một tổ, bạn chiến đấu cũ mà. Dung cứ yên tâm, hôm nay con nó đầy năm, là người thân cả. Hôm nay mừng ngày sinh nhật của cháu, tất cả mọi người ở đây ai cũng có đôi. Đưa mình báo thuốc. Chỉ có bác Lương, bác Thắng là chưa có ai cả. Sang năm đến mừng ngày sinh nhật của cháu, bác Lương, bác Thắng nhớ là phải có đôi đi nhá. Đó, xin tuân lệnh. Kìa, chào bác Lương đi con. Kìa, chào bác đi con. Bác nhớ điều kiện đấy đấy nhá. Rồi, yên tâm. Nâng cốc đi nào. Dung, uống đi, uống đi. Rồi, Dung uống đi, 100% đi nhá. Cầm lấy. Anh chị phải uống hết 100% nhá. Uống đi. Nào. Nào. Uống nào. Uống. Uống. Anh kia sao lại bỏ dở thế? Bỏ dở thì không được đâu. Anh Lương ơi, lại bên cháu đi. Được rồi, bác sang với cháu ngay đây. Mình sang với cháu. Mời các bạn. Nào, bác đi con. Mày dặn lên con rồi. Bác chúc cho cháu đừng bao giờ phải cầm súng đi đánh giặc. Hôm nay 10 điểm. Bác chúc cho cháu hãy trở thành nhà văn. Cháu phải là nhà thơ. Thằng này nó cũng học nhạc. Mày cho đi học nhạc không ạ? Không, đi học nhạc. Thank you.
xin lỗi nhé. Dung, 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 Dung. Anh Quang. Dung ơi, xin chào. Anh về đâu thế? Cho mình về ngõ Văn Chương. Ngõ Văn Chương à? À, xong ngay. Nào, lên đây. Chào anh. Đi nhé. Dung. Anh yêu em. Dung này. Giỏi, giỏi lắm. Ôi. Thank you.
Anh Quang. Kìa, Dung. Không, buông tôi ra. Kìa. Buông, buông ra. Anh Quang. Dung. Anh Quang, anh Quang. Anh Quang, anh đứng lại, nghe em nói đã. Anh Quang, em có lỗi với anh. Nhưng mong anh hiểu cho em, không phải như vậy đâu. Anh Quang, kìa, anh hãy về nhà. Em sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Kìa, kìa, anh đừng đi. Khi nào anh gặp bi kịch lớn nhất của đời anh, lúc đó tác phẩm lớn sẽ nảy sinh trong anh. Sự việc vừa rồi liệu đã phải là bi kịch lớn nhất của ta chưa? Nếu đúng, tác phẩm lớn đang đến với ta. Ta sẽ làm lại cuộc đời. Linh ơi, anh yêu em, anh yêu thật mà. Đừng, đừng anh, chúng mình chưa làm lễ cưới. Anh sẽ cưới em, em sẽ là vợ của một họa sĩ có tên tuổi. Anh sẽ đưa em về xuôi. Em sẽ không phải cầm cày, cầm cuốc, vất vả như thế này nữa. Nhưng về xuôi em sợ. Mẹ bảo ở trên này không có cái ác, không ai lừa dối mình. Chị. Anh. Cái Linh nó bảo với em hôm nay anh nhận được thư ở dưới xuôi lên phải không? À, thư của một anh bạn cùng cơ quan đó mà. Chị này, hôm nay em lại tắm để anh vẽ nhé. Chỉ một buổi nữa là xong thôi mà. Nhé. Chị ạ, bức tranh này anh sẽ treo ở phòng ngủ của chúng mình vào đúng ngày cưới. Nhé.
Việc cậu bỏ đi đột ngột hơn tháng nay đã gây dư luận xôn xao cho một số người tò mò. Nhưng muốn trở thành vĩ nhân, muốn vươn tới đỉnh cao của nghệ thuật, cần phải có bản lĩnh, cần có nghị lực. Mình hy vọng cậu sẽ gặp được bộ lạc người Nguyên Thủy. Nhớ viết thư về cho vợ cậu. Chị để em gặp anh Quang cho. Gặp làm gì hả em? Phải nói cho anh biết chứ. Em không thể chịu được. Chị không được chứ? Được. Quyết quyết, khôn à. Chào hai cô. Chào anh Quang. Tôi chờ mãi mà chưa thấy bác về. Bố đi họp viện rồi, còn lâu mới về. Mẹ đi đâu hả Chi? Mẹ đi rừng rồi, không có nhà đâu. Thôi, em về đây. Lát nữa em sang nhé. Chào anh Quang nhé. Chi, anh muốn bàn với em một việc. Không. Ai phá tổ chim, người đó sẽ bị ông sét đánh đấy. Chi, em nói gì lạ thế? Đi tôi bán cho. Anh lấy bức này nhá. Hay là bức này vậy? À, thích tranh phong cảnh à? Loại này thì đẹp rồi. Loại này mà treo thì mát nhà mát cửa lắm. Anh xem đi này. Mua đi. Tôi bán rẻ cho. Nói thật với anh nhá. Đây là bức tranh của một họa sĩ có tên tuổi đấy. Bức tranh này tôi vẽ đấy mà. Vinh dự quá. Xin chào họa sĩ ạ. Dạ. Bác ở đây bán tranh có chạy không? Ế lắm. Nhưng vào dịp giáp Tết này thì loại này, đây. Loại này nữa này. Cả loại này nữa này. Bán cũng được đây anh ạ. Tôi không vẽ tranh loại ấy. Anh vẽ đẹp hơn càng tốt. Ngọn núi này đã là cao nhất đấy chưa hả ông? Cao nhất rồi đấy. Chả ai dám mò lên đâu. Vì hình như trên đấy có giống người sống hoàng gia hung dữ lắm anh ạ. Ông bảo sao? Nghe nói có giống người vượn cổ xưa. Mà họ sống như người Nguyên Thủy. Họ ăn thịt sống này. Đi thì đi cả bầy này. Mà hình như chả ai mặc quần áo gì cả. Tuyệt. Tôi cần người dẫn đường ông giúp được không? À... tôi xin hứa là sẽ thanh toán sòng phẳng với ông. Cũng được. Còn một việc nữa tôi muốn nhờ ông. Xin ông tờ giấy. Dạ. Cảm ơn.
Cứ 7 ngày ông lại cho người lên núi lấy tranh một lần, gửi về xuôi theo địa chỉ này giúp tôi nhé. Anh đây là những bức tranh tôi vẽ để dự thi, ông cố gắng giúp cho. Cảm ơn ông nhiều. Dạ. Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu ơi. Dạ. Mày đi đâu? Này, bác đây cần mày dẫn đường lên núi. Ui giời. Tao bảo này. Được rồi, chú ở lại đây cũng được, mọi việc cần thiết chú đã dặn kỹ với bố cháu cả rồi. Đây, thưởng cho cháu đi. Nhớ là 7 ngày lên với chú một lần nhé. Chú Quang. Chú cầm lấy, để phòng thân. Cảm ơn cháu. Thank you.
Quang ơi. À, cháu. Quang. Rất đúng hẹn, ngoan lắm. Bố cháu làm đúng như lời chú dặn. Mang tranh xuống là gửi đi luôn. Thế hả? Ờ, thế chú có thư có điện gì không? Không có chú ạ. Chỉ có thư bố cháu gửi chú thôi. Cái tranh này chú vẽ xong chưa? Xong rồi. Ồ, thế thì không bán được đâu. Ở chỗ bố cháu cũng có hai cái như thế này. Để mãi 2 năm rồi mà chả ai mua cả. Người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn chú ạ. Dung nó lo cho chú như thế là đúng đấy. Anh, em mong anh đừng nghĩ như vậy. Em muốn chúng mình có tiền một cách đàng hoàng bằng chính năng lực của mình có. Cậu sẽ là Matisse của Việt Nam. Tốt, trong tranh của cậu tốt lắm, xin chúc mừng. Chủ nghĩa dã thú đang sống lại trong tranh của cậu. Để chuẩn bị cho một loạt bài viết giới thiệu về cậu, bằng mọi cách, cậu phải vẽ cho được những con người nguyên thủy kỳ lạ giữa thế kỷ 20 này. Ồ, tranh chú vẽ như thế này thì không bán được đâu. Điện gì thế hả bố? Hôm nay là mùng mấy nhỉ? Mùng 1 ạ. Mùng 1 à? Mùng 2, mùng 3, mùng 4. Điện dưới xuôi đánh lên đấy. Con phải mang lên núi ngay. Đưa cái điện này cho chú Quang. Vâng, con đi đây. Chú Quang ơi! Chú Quang! Ơ! À, chú Quang! Chú Quang! Chú Quang!